Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay em lên cho các bác vài em mộc coi nhá, có 5 em, có 1 em mái và 4 em trống coi nhá. Thì con đầu tiên, đây là con số 1 coi nhá, con này rất là dữ luôn. Con này đầu bằng này các bác này, đầu bằng mặt mũi đẹp coi nhá. Em này thì nếu bác nào làm chim chiến ấy thì sẽ ok hơn, em nghĩ là sẽ ok hơn coi nhá. Còn con này hót thì cũng mau mỏ, rất là mau mỏ luôn coi nhá, và hót rất là nhiều các bác. Hót rất là nhiều luôn, đây anh em nhìn kỹ nhá. Đấy. Chim thì rất là ok các bạn, bóng bộ đẹp coi nhá, mỗi cái là già rừng nó nhảy nhiều quá. Anh em là thuần là con này thì nó thật sự các bác sau này hot thì khỏi phải nghĩ luôn. Đấy các bác có thể thấy nhá, đầu bằng tịt này các bạn này, đầu rất là bằng luôn các nhá, zoom cho các bác xem cái đầu này, đầu rất là bằng, con chim này bướng chim các nhá, cực kỳ bướng chim luôn. Anh em nào gột được em này thì đúng là chấm hết luôn các bạn, chấm hết luôn các nhá. Đó, các bác nhìn con chim nó đẹp không các bác? Nhìn rất là giữ chim này con này, rất là giữ luôn coi nhá. Em này thì em giao lưu với anh em là 1.900.000 coi nhá, 1.900.000 em này. Bộ rất là đẹp coi nhá, bộ rất là đẹp luôn. Đó, đây là con số 1 coi nhá, con số 1 này, coi nhìn chân này. Quay chân cho anh em xem nhá. Chân trước rất là ok luôn coi nhá. Mặt mũi rất là lì lợm con này nhá. Đấy, giao lưu với anh em là con này 1.900.000 nhá, mời anh em xem kỹ coi nhá. Em này thì nó hơi nhảy đấy, anh em nào mà nói chung là mộc thì không tránh được đâu các bạn. Anh em nào thích thì anh em có thể là ở đấy về chơi và nuôi coi nhá. Bóng bộ rất là đẹp, dáng dấp rất là ok coi nhá. Tuyệt vời luôn các bạn, con này quá tuyệt vời luôn đấy ạ. Đấy, thì chim nó có như vậy các bạn nhá. Thì bây giờ em sẽ qua con số 2 các bạn nhá. Bắt đầu bổ kết thì alo cho em về em qua số 2 các bác nhá. Đây các bác nhá, đây là em số 2 các bác nhá. Em này thì bị gãy lông đuôi các bác nhá, gãy lông đuôi nhưng chim rất là đẹp rồi, chúng ta xem này. Đấy, mỏ vàng các bác nhá, chân cành đào. Chim con này cũng già rừng các bác nhá, nói chung là em còn vài em thôi. Đấy, mỏ vàng chân cành đào các bác nhá. Em này thì cũng đã rất là mau mỏ nhá, da giọng rất là ok rồi. Nhưng mà mau mỏ vẫn cứ nhất cứ là em số 1 coi nhá, rất là mau mỏ luôn. Đó. Bóng bộ đẹp chưa các bác? Chim nó không được tắm giặt nếu ấy nên là nó nhìn nó hơi sơ xác đấy coi nhá. Về anh em chịu khó tắm giặt cho nó một tí là con chim nó sẽ ok coi nhá. Đó. Chim rất là ok luôn. Có anh em có thể thấy nhá. Con này thì em giao lưu với anh em giá rất là nhẹ nhàng thôi nhá, giá 1.4 thôi nhá, 1.4 cho em này thôi nhá, 1.4 em này nhá các bác nhá. Chim già rừng các bác nhá, anh em phải nuôi xong nước lông ấy thì con chim nó mới hay được các bạn. Đấy, những con như này thì anh em về nuôi vẫn nó vẫn hót bình thường thôi nhá. Còn nếu anh em nào bạo tay thì anh em nhổ lông đuôi nó đi, khi nào nó thuần thuần thì anh em nhổ lông đuôi nó đi rồi đã khắc chơi ok các bạn, là ra nó khắc mọc ra đẹp các bác nhá. Mộc thì đôi khi nhiều khi là không tránh khỏi đâu các bạn. Cái chuyện gãy lông đuôi hay là chuyện là gì đó thì cũng không tránh khỏi được. Em sẽ zoom cho xem mắt của con này nhá. Đấy mặt đây. Mặt nhìn khá là ok các bạn nhá. Con này đầu cũng bằng. Bướng chim, nói chung là còn mấy con bướng bướng chim này các bạn. Đấy các bạn. 1.4 em này coi nhá, anh em nào muốn thử sức với mộc thì lấy con này về nuôi này qua này, 1.4 thôi, rất là hạt rẻ các bác nhá. Đấy, bây giờ em sẽ quay tiếp con thứ ba các bác nhá, con thứ ba cho anh em xem. Đây anh em nhá, đây là con số 3 này các bác này. Con này thì em nói thật với các bác là quá đẹp luôn các bác nhá. Em này dáng ngũ trường nha các bác nhá, đuôi lá vả to, có thể xòe các bác nhá. Nói thật giữa các bác là em này nhảy rất là khôn luôn, còn không sức mặt các bác. Em zoom cho các bác xem này. Mặt mũi đẹp nguyên, không xước sát gì thôi nhá, không xước sát một tí nào luôn các bạn. Đó, rất là đẹp coi nhá, hai cằm trắng này, con này hai cằm trắng luôn coi nhá, dáng ngũ trường các bạn nhá, bản đuôi to đẹp, móng mỗ đẹp, không ấy nhá các bạn nhá. Đó, rất là đẹp các anh em nhá. Con này nó tính chim lắm các bạn, con này cực kỳ tính chim luôn và hot cực kỳ nhiều coi nhá. Con này có video hot anh em nhé, anh em nào thích thì nhắn tin qua cho em gửi video hot cho anh em nhé. Riêng con này thì em giao lưu với anh em là giá là
2 triệu các bác nhá. Giá con này 2 triệu các bác ạ. Con này mẫu chim hót rất là đẹp này. Cực kỳ là đẹp các bác nhá. Đấy, mẫu chim hót cực kỳ là đẹp luôn, zoom cho các anh em xem. Nói chung anh em mà mua những con như này thì anh em yên tâm. Này em zoom zoom này cho nó nhảy nhảy cho các anh em xem nhá. Thôi kệ nó, không cho nó nhảy này. Đó, con này thì giao lưu với anh em là 2 triệu, một con chim quá xứng đáng luôn các bác nhá. Ngũ trường, bản đuôi to đẹp các bác nhá. Đấy, đầu mặt đẹp không xước sát một tí nào luôn các bác nhá. Anh em bổ kết alo cho em nhá các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Này anh em thoải mái xem các bác nhá. Thoải mái xem, thoải mái lựa chọn này. Ngắm rất là kỹ luôn đúng không các bác? Đẹp lắm các bác ạ. Đấy thì là con này là 2 triệu các bác nhá. Em xin phép là qua cái mẫu này. Và đến một con mái các bác nhá, là con cuối cùng các bác nhá. Giới thiệu với anh em đây là một em mái mộc các bác nhá. Em mái mộc đuôi xòe các bác nhá. Đấy, bản đuôi rất là đẹp luôn các bác ạ. Anh em nào bố kết em này thì alo cho em nhá. Đấy, xin mái mộc rất là đẹp các bác nhá. Đầu mặt lành nguyên này các bác này. Đấy, đầu mặt lành nguyên các bác nhá. Chân chiếc ok, không tật lỗi nhỏ các bác nhá. Những con mái như này anh em về anh em nuôi thì phó sau một thời gian nó sẽ suy yếu nhé. Còn nếu anh em về đòi nó dụ trống luôn thì em chịu đấy, bởi vì nó hàng mộc quá nhá. Đấy, con mái mộc này thì em giao lưu với anh em là 1 triệu mốt các bác nhá. 1 triệu mốt. Con mái này như dáng ngũ trường luôn, đuôi xòe rất là đẹp các bác nhá. Cực kỳ là đẹp luôn các bác ạ. Đó, các bác nhìn này. Đấy, thái độ chưa? Thái độ rất là tốt các bác nhá. Mổ lồng cùng cộp luôn. Anh em mục kết thì alo cho em nhé. Đấy, hôm nay thì em lên cho anh em là 4 mã. Mã đầu tiên là con chim bộ rất là to các bác nhá. Còn đấy thì anh em là thích chim chiến thì lấy nhá các bác nhá. Còn đấy thì là 1,9 triệu. Con thứ hai là 2 triệu. À, con thứ hai là 1,4 triệu. Con thứ ba là 2 triệu các bác nhá. Và con này con mái, con mái con mái con cuối cùng. Con này thì giao lưu với anh em là đấy, 1,1 triệu các bác nhá. Mi mái các bác nhá. Mi mái rất là đẹp luôn các bác ạ. Mi mái cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá, không tật lỗi nhỏ các anh em ạ. Đây zoom cho anh em xem này. Bản đuôi to đẹp quá nhá. Đấy. Rất là ok luôn anh em nhá. Đấy, chim như này thì nó thật sự với anh em là những con mẫu như này rất là đẹp. Mái này mái chọn đấy các bạn, không phải là mái mua xong về mua aroso về xong bán đâu. Đây là hàng của em chọn từng con một các anh nhá. Mẫu này rất là đẹp luôn các anh nhá. Đấy, bác nào bộ kết em nào thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 thôi nhá. Em xin phép kết thúc ở đây đây, video ở đây thôi. Thì anh em cứ chọn thôi. Ok thì anh em lấy anh em nhá. Chào tất cả các bác. Mái đẹp quá các bạn. Đó.